mời tất cả các hội có thể sẽ đây lên trên để dâng cái áo ba tươi vào những ý dân viên giám sát của nhiệm ngày hôm nay. Các xin kính mời đại diện của giáo sư Song Khai, tăng cường như đại diện của giáo sư Ma Kinh Nhạc, hội tự trẻ, hội cao đoàn, tổng hội các bà mẹ, hội đồng xúc tự sóc, hội dòng đam mê, hội gia trưởng, hội chồng, hội con đức mẹ và hội chủ tịch xã Tuân Thành. Thank you.
theo sự sắp xếp thương chuyển của tòa giám mục và theo văn thư bổ nhiệm ngày 12 tháng 1 năm 2024 của đức cha Tam Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình. Hôm nay cha Giô-xe Bùi Văn Điểm sẽ chính thức nhận nhiệm sở tại giáo xứ Song Thái. Linh mục Quản Điểm là người được giám mục giáo phận sai đến để coi sóc một giáo xứ, có nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên và chịu trách nhiệm về giáo xứ của mình. Ngài tận tâm phục vụ với sự công tác của mọi thành phần dân Chúa để hiệp thông với đức giám mục trong ba chức vụ tiên tri, tư tế và vương đế của đức Kitô. Như thế, chắc Quản Nhiệm là từ đảng viên chính thức của giáo hội ở giữa cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sự hiệp thông, là chứng tá tông truyền và là dấu chỉ hiện thân của đức Kitô ngay hiện diện và chủ tọa các buổi hội hành của cộng đoàn với tư cách là đầu nhân danh đức Kitô. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn giáo xứ chúng ta hân hoan vui mừng chào đón quý cha và toàn thể cộng đoàn. Sự hiện diện đông đủ của các thành phần dân Chúa hôm nay đã nói lên bản chất hiệp thông của giáo hội. Qua nghi lễ theo quy định của giáo luật này, chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên cha Tân Quản Nhiệm và xin cho mọi người chúng ta luôn ý về mối xây hiệp thông với đức giám mục giáo phận. Qua bổn phận cộng tác với cha trong việc phục vụ dân Chúa, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giô-xe và thánh Lorenzo của bạn giáo xứ, xin Chúa cũng ban ơn và chúc lành cho đức giám mục giáo phận trong quý cha và quý thánh hiện diện. Giờ đây bắt đầu nghi thức nhận chức và hành lễ tạ ơn, mời các bạn an lạc nhập lễ. Dâng lời cảm ơn Chúa vì Chúa
đã thưa qua cho giáo xứ Song Hai luôn luôn có những mục tử để chăm sóc, nuôi dưỡng đời sống đức tin của cộng đoàn. Và chúng ta cũng biết ơn Đức Cha David đã gửi cha Tân Quảng Nghiêm đến để ở với chúng ta, để nâng đỡ hướng dẫn đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta cùng đồng ý với Ngài để cầu tạ ơn Chúa và xin ơn bình an ơn nhiều nhất cho cộng đoàn giáo xứ. Và hôm nay với cái tâm tình ấy, chúng ta cũng tưởng nhớ để cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, ân nhân, thân nhân của giáo xứ, để chúng ta xứng đáng cử hành mọi việc thắng. Xin mời cô toàn hồn. Chăm sóc mục vụ của các giáo xứ là nhiệm vụ của Đức Giám mục Giáo phận, nhưng vì không thể thường xuyên hiện diện nơi mỗi giáo xứ, Ngài ủy quyền cho các linh mục. Việc ủy quyền được thể hiện qua văn thư bổ nhiệm, tức bài sai của Đức Giám mục. Chúng con xin kính mời cha Nicae Maria Tạp Văn Tuân công bố quyết định bổ nhiệm cha Giuse của Đăng Kiểm làm quản nhiệm giáo xứ Song Hai. Tòa giám mục Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Văn thư bổ nhiệm. Chiếu theo giáo luật điều 157 và chỉ tam giáo phận, vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn dân Chúa giáo phận Thái Bình, Đức Cha David Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình, bổ nhiệm cha Giuse Bùi Văn Thiện làm linh mục quản nhiệm giáo xứ Song Hai, hạt Thái Thủy, giáo phận Thái Bình, nhiệm sở tại giáo xứ Song Hai, xã Thái Thuận, huyện Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Thời gian thi hành sứ vụ từ ngày 22 tháng 1 năm 2024. Thái Bình, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Tòa giám mục Thái Bình đã ký và ấn chuyển Nam Vinh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình. Cùng đoàn chẳng bắt tay. Cảm ơn quý vị. Tôi linh mục Giuse Bùi Văn Thiện, với đức tin kiên vững, tôi tin nhận và tuyên xưng mọi điều và từng điều ghi trong kinh Tin Kính sau đây. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã là người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong siêu phi la thô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,
người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Với đức tin kiên vững, tôi cũng tin nhận mọi chân lý hàm chứa trong Thánh Kinh hay Thánh truyền mà giáo hội bằng phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát trình bày phải tin như được Thiên Chúa mặc khải. Tôi cũng cương quyết chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên quan đến giáo lý về đức tin và luân lý mà giáo hội đã xác quyết. Ngoài ra, với lòng phương phục thảo kính của ý chí và trí khôn, tôi chấp nhận các giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giáo hoặc Giáo Mục Đoàn trình bày khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức, cho dù không công bố bằng định tín. Bản tuyên thệ trung thành. Tôi là linh mục Du Xe Bùi Văn Thiểm. Sau khi lãnh nhận nhiệm vụ coi sóc giáo xứ Song Hai này, tôi sẽ luôn hiệp thông với giáo hội Công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn trách nhiệm đối với giáo hội toàn cầu cũng như đối với giáo hội địa phương nơi tôi được mời gọi đến phục vụ theo như luật dạy. Khi thi hành chức vụ đã được trao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn, kiên trì truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin. Vì thế, tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo thuyết nào nghịch lại với kho tàng ấy. Tôi sẽ tuân giữ và cổ võ việc chấp hành luật lệ của giáo hội, nhất là những điều được ghi trong bộ giáo luật. Với đức vâng phục Kitô giáo, tôi sẽ tuân theo những điều mà giám mục đoàn công bố với tư cách tiến sĩ và thầy dạy đức tin hoặc điều mà các ngài quyết định với tư cách lãnh đạo giáo hội. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ giám mục giáo phận để các hoạt động tông đồ thi hành nhân danh giáo hội và do giáo hội ủy nhiệm được thực hiện trong sự hiệp thông của chính giáo hội. Tôi cũng hứa sẽ quản lý cách trung tín và sử dụng tài sản của giáo hội theo như giáo luật quy định. Nghi thức nhậm chức kết thúc và thánh lễ tiếp tục với phần kinh vinh danh.
Chúa chúng ta trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giảm phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của người, theo ý muốn và lòng nhân ái của người. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giêsu Kitô để ta hằng ngợi khen ân sủng đạt người, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, người cho ta biết được thiên ý màu nhiệm. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là từ thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã tiền định cho chúng tôi làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang của người trong Đức Kitô. Cả anh em đã được nghe lời chân lý, là tin mừng cứu độ anh em vẫn trong Đức Kitô. Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa Thánh Thần bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân niên của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mà đi theo người.
Phêrô và Andrê đang thì quăng lưới
xuống biển để bắt cá, và Ngài đã kêu gọi họ, và họ đã lập tức bỏ thuyền chài mà đi theo Chúa. Rồi đi xa hơn một chút nữa thì Ngài thấy hai anh em là Giacôbê và Gioan đang phá lưới dưới thuyền cùng với cha và những người đạo. Chúa Giêsu cũng nhìn họ và kêu gọi họ, cũng đã lập tức bỏ thuyền chài, bỏ cha, bỏ những người thân thuộc để đi theo Chúa. Như vậy, ơn gọi phát xuất từ Thiên Chúa và lời mời gọi đã khiến cho những người được gọi đáp trả một cách tích cực và mong manh. Thưa quý bà anh chị em, qua câu chuyện tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hướng cái nhìn về ơn gọi trong giáo hội. Mỗi người chúng ta chắc chắn ai cũng sống trong một ơn gọi. Ơn gọi làm cha làm mẹ trong cuộc sống gia đình, ơn gọi trong đời sống tận hiến cho Chúa qua đời sống tu trì làm tu sĩ linh mục. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta cùng với cha Tân Quản Nghiêm trở về đây để thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao qua bề trên giáo phận. Cùng bà anh chị em nghe cái văn thư bổ nhiệm thì chúng ta sẽ thấy văn thư bổ nhiệm nói rằng sự chăm sóc mục vụ nơi các giáo xứ là nhiệm vụ của Đức Giám Mục. Như thế, các nhà thờ trong giáo phận là nhà thờ của Đức Giám Mục. Và Đức Giám Mục thì không thể nào đi hết để chăm sóc mục vụ từng ngày cho các giáo xứ. Vì thế, Ngài đã bổ nhiệm các linh mục, dù là chánh xứ hay quản nhiệm, về từng giáo xứ để chăm sóc mục vụ cho bà con giáo dân nơi các giáo xứ giáo họ. Vì thế, sự hiện diện của linh mục là sự hiện diện của Đức Giám Mục. Thưa quý bà anh chị em, vì thế chúng ta cần phải có cái nhìn đức tin để nhìn ra ơn gọi và nhìn ra sứ mạng của các linh mục nơi các giáo xứ. Mỗi ngày một sốt sắng và sinh động hơn. Lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta tới việc suy nghĩ về thái độ của những người tận hiến, những người đi tu, những người theo Chúa. Tin mừng cho chúng ta thấy khi Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ này thì bốn môn đệ này trong cái hoàn cảnh rất khác biệt. Hai môn đệ đầu tiên là những người đánh cá, chắc chắn các tông đồ, đặc biệt là Phêrô và Andrê là những người trải lưới thì chẳng có giàu có gì, chắc cũng có gia đình bình thường thôi, đánh cá như bao người khác, thuyền cũng rất là nhỏ. Và khi Chúa kêu gọi thì họ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Còn hai môn đệ kia, nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy là những người có vẻ gia đình giàu có hơn, đang thì vá lưới trên một chiếc thuyền cùng với người cha và những người làm công. Chúng ta thấy những người đi đánh cá mà có những người làm công, chắc chắn thuyền của họ sẽ to hơn những thuyền khác. Vì thế khi Chúa Giêsu kêu gọi thì hai môn đệ này cũng lập tức bỏ thuyền chài, bỏ cả cha và những người làm công để đi theo Chúa. Và anh chị em cũng vậy, ngày hôm nay các linh mục Chúa cũng kêu gọi từ mỗi hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt là cha mới của chúng ta, Ngài cũng được Đức Giám Mục sai về giáo xứ Thọ Sở ở Hạt Kiến Chương. Và trong quá trình đánh bách lưới người ở đó thì chúng ta thấy hơn 3 năm chắc chắn Ngài cũng thu hoạch rất nhiều những con cá về cho Chúa là các linh hồn
cho Chúa và giáo hội. Nhưng rồi Chúa cũng ghé mắt qua bề trên giáo phận, ngỏ lời và mời gọi cha mới của chúng ta lên đường để trở về giáo xứ sông Hai, để trở về vùng đất mới, vùng đất mà nơi đó cha tiếp tục quăng trải thả lưới để bắt các linh hồn cho Chúa, để đem nhiều người về cho Chúa, để xây dựng cộng đoàn này hiệp nhất và yêu thương. Và cha mới của chúng ta cũng giống như các tông đồ đã bỏ mọi sự nơi miền đất cũ đó để bước vào hành trình miền đất mới là giáo xứ sông Hai chúng ta, với đầy những hy vọng, với đầy niềm tin, và nhất là với sự phó thác hoàn toàn cho Chúa qua bề trên giáo phận. Vì thế chúng ta hãy chúc mừng cha mới của chúng ta, và đồng thời hãy đồng hành và cầu nguyện với các ngài, để nhất là cha mới của chúng ta luôn luôn sống theo sự vâng phục thánh ý của Thiên Chúa và thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao qua hội thánh. Thưa cùng bà và anh chị em, khi nghe các đức giáo mục chia sẻ trong cái ngày mà các ngài trao văn thư bổ nhiệm cho quý cha đi nhận sứ vụ, thì con thấy có một đức tổng giáo mục chia sẻ với quý cha cái ngày mà nhận sứ vụ rằng: quý cha giống như các tông đồ, khi đi thì Chúa Giêsu chắc chắn cũng sẽ dặn các tông đồ đi đâu và làm cái gì, thì các đức giáo mục cũng căn dặn như thế. Không biết sáng nay đức cha Đa Minh có căn dặn cha mới và quý cha của chúng ta như thế nào, còn không được tham dự lễ thánh lễ sáng nay, nhưng mà còn nghe đức tổng giáo mục chia sẻ thì ngài nói với các cha rằng các cha phải có ba cái không này khi nhận bài sai. Cái không thứ nhất đó là không chọn lựa. Thưa cùng bà anh chị em, không chọn lựa, vì các tông đồ ngày xưa khi được Chúa Giêsu đi rao giảng cũng không chọn lựa đi đâu. Chúa sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng khắp nơi, và ngày hôm nay cũng thế. Về trên giáo phận sai quý cha đi đến xứ họ nào thì quý cha cũng vâng lời và đi đến. Mặc dù bản thân cá nhân đôi khi các cha cũng thích đến những cái xứ to hay xứ giàu giàu tí, nhưng mà không, thưa cùng bà anh chị em, ơn gọi làm tông đồ, làm môn đệ của Chúa là sai đi đến nơi nào thì chắc chắn các tông đồ môn đệ và quý cha mới của chúng ta, đặc biệt là cha Giuse ngày hôm nay cũng sẵn sàng lên đường không chọn lựa. Mặc dù xứ sông Hai của chúng ta cũng là một xứ hiền lành và đạo đức, không biết có phải như thế không? Cũng bảo sông Hai là hiền lành đạo đức của họ ạ. Đấy, nhiều cha muốn về lắm nhưng không phải. Và cha xứ mới của chúng ta cũng thế, sẵn sàng lên đường không chọn lựa. Điều thứ hai, thưa cô bà anh chị em, đức tổng giáo mục nói quý cha không chối. Cái không thứ hai là không chối, vì khi được trao nhiệm vụ dù bất kể ở nơi đâu, các cha hoàn toàn không chối, sẵn sàng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa qua bề trên. Và cái không thứ ba đó là không chửi. Từ cùng mời anh chị em, không chửi, cái này thì không biết ở sông Hai đã nghe thấy cha nào chửi chưa. Trước kia con cũng được quản nhiệm sông Hai được hơn 2 năm, cùng bà anh chị em đã thấy con chửi ngày nào chưa? Nhiều khi có một số người nói, lâu lâu con cũng muốn các cha chửi đi, nghe cho nó đã. Không thấy cha nào chửi mấy,
mà con nói với lại các em thiếu nhi á, cha đi tu sướng lắm, bởi vì lắm lúc ở nhà một mình, nhà to mà muốn chửi ai cũng không có người chửi, không có người chửi. Thưa không phải chị em, Đức Giáo Mục dặn không chửi, nhưng mà chúng ta thấy quý cha cũng là những con người tự nhiên, nhiều khi cũng nóng nảy vì cách nào đó, công việc áp lực, hoặc là vì những trái ý. Vì thế chúng ta cũng cầu nguyện cho các cha, đặc biệt là cha mới của chúng ta. Thưa ông bà anh chị em, với tất cả những tâm tình đó, thánh lễ hôm nay chính là thánh lễ tạ ơn, để chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những mục tử. Và cũng xin cô bà anh chị em, nhất là cô bà anh chị em trong giáo xứ Song Hai, luôn luôn đồng hành với cha mới, nâng đỡ cha trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống tinh thần và cả vật chất, để quý cha thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao qua về trên giáo phận. Và đó chắc chắn sẽ là dấu chỉ của sự hiệp hành mà giáo hội đang mời gọi chúng ta. Xin cho lời Chúa ngày lễ tạ ơn hôm nay giúp mỗi người chúng ta nhận ra ơn gọi và sứ mạng của mỗi người, tùy mỗi cuộc sống, để chúng ta chu toàn bổn phận của mình. Và cũng cầu chúc cho giáo xứ Song Hai bắt đầu bước trang một trang sử mới với cha tân quản nhiệm, mỗi ngày một phát triển hơn nữa về đời sống đức tin, tinh thần, đạo đức và cả cơ sở vật chất. Phần nữa xin chúc mừng cô bà anh chị em. Ngài là chủ tế lễ và chủ sự nghi thức
nhập xứ của con xin cảm ơn cha xứ Nguyễn Thiên Tống đã chia sẻ với mình hôm nay. Con xin cảm ơn quý cha đã hiện diện và dự tiết lễ để cầu nguyện cho sứ vụ của con hôm nay. Và con xin cảm ơn quý khách xa gần, quý cố đã từ miền xa xa xôi trở về với chúng con. Sự đồng hành của gia đình đã giúp con rất nhiều trong sứ vụ phục vụ dân Chúa. Và kính thưa anh chị em, đọc sứ sau hai thông tin, chắc hẳn trong những ngày này anh chị em có những tình cảm vui buồn lẫn lộn. Tôi cảm nhận được sự tiếc nuối của anh chị em đối với cha sứ tìm nhiều đồng chân Giuse Phạm Văn Khoải. Chúng ta hãy cùng đồng hành với cha Giuse trong lời cầu nguyện của chúng ta. Điều tôi muốn nói với anh chị em hôm nay là tôi xin cảm ơn quý cố, quý chức, quý ban ngành, các hội đoàn và tất cả anh chị em đã vất vả trong những ngày qua, đặc biệt là anh chị em công tác để tổ chức thánh lễ nhận sứ của tôi hôm nay thật sốt sang và long trọng. Đặc biệt tôi xin cảm ơn các đoàn đã thật hay và bài hát rất là ý nghĩa. Xin Chúa chúc lành cho các bạn của chúng ta mỗi ngày một hát hay hơn. Và tôi xin cảm ơn ban kim nhạc của giáo sư chúng ta hổ rất hay và còn chú ý hơn đó, nên là chúng ta một trong ba để cảm ơn các bạn và ban kim nhạc. Tôi xin gửi lời chào tới các giáo họ, giáo họ Trà, giáo họ Phù Sa, giáo họ Đồng Kinh, giáo họ Vĩnh Nguyên và giáo họ Tần Cùng. Kính thưa chị em, giáo họ Việt Nam đã định hướng cho năm nay là năm thúc đẩy sự tham gia trong đời sống giáo hội. Chúng ta cùng bước nhau, cùng nhau bước đi theo định hướng của giáo hội để sống tinh thần nhiệt thành với Chúa và giáo hội mong manh. Tôi rất vui được đồng hành với chị em và xin chị em nhận đưa tôi tận lòng yêu mến. Xin Thánh Tô-lê-xô của Ngài Giáo sư truyền cầu cho chúng ta. Một lần nữa, chị con xin cảm ơn cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý năng viên tu sĩ, quý khách xa gần và tất cả mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo sư. Và sau thánh lễ, chị con xin quý cha và ban hội đồng phục vụ chụp với chúng con tâm hết yêu mến. Chị con xin cảm ơn. Và trong niềm vui liên hoan ngày hôm nay thì có rất nhiều những tình cảm, những tâm tư mà có thể cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ quý khách hiện diện nơi đây muốn dâng lên cha quản nhiệm những nặng hoa tươi mong để chúc mừng cha nhân ngày tổ chức ngày hôm nay. Chúng con xin kính mời những đoàn hội có thể sau đây cùng tiến lên để tặng các bó hoa để cho dân dân lên quản nhiệm. Xin mời nắng hoa của bên tôi cha của giáo sư truyền tin bên ngoài giáo sư Minh Danh, họ Kinh Danh, giáo họ Kinh Danh. Thank you.
Quý bà
cũng như quý khách gần xa đã về tiệc dân thánh lễ để cho giáo sứ Phương Hai chúng con được đón cha tôn hoàng nghiêm. Đó là niềm động viên khích lệ tinh thần với giáo sứ chúng con cũng thay mặt cộng đoàn giáo sứ chỉ được chân thành cảm ơn một lần nữa con cũng xin được